chú có thể giới thiệu cho cháu và các bạn sinh viên cùng hiểu rõ hơn về quyền và bản quyền tác giả được không ạ? Tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, tài sản đặc biệt, nó được hình thành bởi tư duy sáng tạo của con người. Các cái quyền đứng tên là quyền đặt tên tác phẩm là cái quyền rất thiêng liêng, chỉ có tác giả mới được hưởng. Cùng với nó là quyền bảo vệ toàn bộ tác phẩm, được bảo hộ vô thời hạn, không chuyển giao. Gần 300 năm nay, Nguyễn Du cụ vẫn đứng tên trên truyện Kiều, không ai có thể thay đổi tên tác phẩm truyện Kiều. Các cái quyền tài sản là quyền được bảo hộ suốt cuộc đời tác giả, 50 năm sau khi tác giả chết. Đây là cái quyền độc quyền, chỉ có chủ sở hữu mới thực hiện được khai thác cái quyền này để sinh lợi. Tuy nhiên tác giả cũng chủ sở hữu quyền cho các tổ chức cá nhân được khai thác này. Tất cả các hành vi xâm hại tới quyền tác giả em xin lỗi một chút ạ. À, Trang với là chú nói to hội chống chút ạ, tại vì ở ngoài kia nó không thu âm nhưng mà vẫn ấy đấy, nói to lên đi chú, nói to ở trong chút ạ. Thế là vô lưng thân lưng lên kiểu cái phòng nó bị loạn. Dạ vâng, đúng rồi đấy ạ. Vậy quay đấy. Có ý kiến cho rằng là việc sử dụng việc photo giáo trình trong trường đại học, có ý kiến cho rằng là việc photo giáo trình để phục vụ mục đích học tập là không vi phạm quyền, là không vi phạm bản quyền pháp luật. Các cái quyền tài sản độc quyền, trong đó có quyền sao chép là quyền rất phổ biến, chỉ có tác giả chủ sở hữu quyền đồng quyền, không ai được thực hiện quyền này bất hợp pháp, trừ khi mà tác giả chủ sở hữu cho phép. Chỉ có một tình huống duy nhất, đó là các nhà nghiên cứu khoa học, các những người thực hiện công việc giảng dạy có thể được sao chép không quá một bản để phục vụ cho việc nghiên cứu và giảng dạy của bản thân mình. Như vậy là có nghĩa là loại trừ cái khả năng này, trường hợp này, thì còn tất cả các cái tình huống khác là đều xâm hại tới quyền tác giả, mà đã xâm hại thì bị xử lý. Vì vậy cho nên việc là sinh viên mà sao chép giáo trình mà không được phép của tác giả, không được phép của chủ sở hữu, đương nhiên là họ là người xâm hại tới tác giả chủ sở hữu của cái giáo trình đó. Sinh viên báo chí là cái người tuyên truyền giáo dục pháp luật, nên là nhìn phải ý thức được việc chấp hành pháp luật.
nó thừa nhận việc vi phạm thì đã là tốt rồi, nhưng mà phải chấm dứt ngay và dừng ngay cái hành vi tiếp tục sao chép ấy thì mới là tôn trọng. Tôn trọng đây là tôn trọng tri thức đấy, tôn trọng người thầy, những người viết ra giáo trình để giảng dạy mình. Nếu mà để xét về một cái góc độ trên pháp luật thì như bọn cháu thì chắc chắn điều đấy là điều đúng ạ. Nhưng mà để như bọn cháu nghĩ là một xét về một góc độ sinh viên ấy, thì bọn cháu thấy là ví dụ như bọn cháu không thực hiện cái mục đích sao chép đấy thì bọn cháu thương mại được, mà bọn cháu cũng không chứng kiến mục đích học tập của bọn cháu ạ. Đấy là một cái mong muốn của sinh viên. Ví dụ như từ trước đến nay thì người ta luôn khuyến khích các học sinh hay là con người ta cùng vào thì cháu thấy cái được cái quy luật cao chết một bản để cùng học tập và gần như là nghiên cứu cùng cháu còn thấy là không có lỗi ạ. Mà cái lỗi ở đây cháu muốn nói đến là lỗi đối với cái người chủ quán ô tô, cái người mà thực hiện cái mục đích để lấy lại mục đích thương mại ấy. Đấy là theo các cái sĩ của cháu là cái việc mà xã hội hay là nhà nước khuyến khích tìm tòi nghiên cứu sáng tạo là nghĩa là xã hội nào cũng khuyến khích, nhưng mà không khuyến khích những người mà dẫm đạp lên pháp luật để thực hiện cái tìm tòi, đúng không? Mình không tôn trọng trí tuệ của người khác thì làm sao mình đi tìm trí tuệ cho chính mình được, đúng không? Cái tư duy ấy cần phải được thay đổi trong sinh viên. Các em có thể là những điều kiện kinh tế, điều kiện vật chất còn khó khăn, nhưng mà nhiều cách để các em có thể có tiền mua được các bản photo mà được phép của tác giả, chủ sĩ. Dạ vâng. Nữ sinh viên mang sách photo vào trường học thì đã được giảm mức án kỷ luật thành cảnh cáo. Tuy nhiên qua câu chuyện này thì lại cho chúng ta một câu hỏi, đó là việc sử dụng giáo trình photo trong trường đại học có phải là phạm pháp để đến mức mà hiệu trưởng trường đại học luật thành phố Hồ Chí Minh phải ra quyết định đình chỉ học sinh viên và xem đây là một điều mà sinh viên không được phép làm nhằm nâng cao tính thượng tôn pháp luật trong một môi trường giáo dục về pháp luật hay không? Chúng tôi đã đi tìm hiểu câu chuyện này từ góc độ pháp luật. Sắp hết chưa? Khi nào mà hiểu thì mình sẽ nói được. Các vị khách mời vừa theo dõi một clip về sự việc sinh viên sử dụng giáo trình. Các vị khách mời vừa theo dõi một clip về sự việc sinh viên sử dụng giáo trình photo trong trường đại học. Chúng tôi không định phát clip này lên để phân định rằng ai đúng ai sai, mà qua clip này chúng tôi muốn chia sẻ rằng việc lại đi. Uống nước gì đã. Bình tĩnh lên. Chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp còn vấp mà thôi. Tôi ngồi cái chuyên nghiệp. À, thế ạ. Mình là tầm thư mà. Tí em có vấp hơn đấy ạ. Tí em dẫn nhóm em vào đây là nói nhiều. Tin tưởng em đi anh. Vẫn để máy chạy nên là muốn bắt đầu thì cứ bắt đầu nhá. Tắt máy đi, tốn